Trong các ngày 24 và 25 tháng 1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 36, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Cơ quan này còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, thực hiện một số dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các công ty trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, cho thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2010 đến 2015, 2015 đến 2020 và các ông Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Hạnh Trung, Nguyễn Lương Thành, ông Nguyễn Thế Nghĩa, Nguyễn Tình, Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.